Alo, vừa bao nhiêu hình mến chào cả nhà. Khách thân mến thì đây là cái lô mai cúc cam, cả nhà nó đã liền cốt 100% nè. Có vài cây nó đã liền cốt như thế này luôn. Thì cây này nó cũng cỡ giữa cái đũa ăn thôi mọi người, nó không có bự lắm nha. Nhưng mà em thấy về cũng lấy bo được á cả nhà, và cứng cáp và đặc biệt là nó như thế này đây. Đó. Rồi cây này là 100.000 một cây ha. Và ai lấy 3 cây em sẽ bao phí vận chuyển và 10 cây em tặng một. Nói chung là lấy bo được và cây nuôi rất là cứng cáp nha mọi người. Cao khoảng 3 tấc rưỡi, 4 tấc luôn. Rồi đây là cái cúc cam, màu cam cà gót, màu đậm hơn màu vàng, rất là đẹp. Rồi bên đây Quỳnh có là một cái lô, đó là lô cúc đỏ xanh mọi người. Thì nó cũng đã liền cốt được khoảng cỡ 90%. Ghép các quấn rễ cỡ giữa cái đũa ăn, cái búp bi. Cái cành nhánh của nó cả nhà là Quỳnh thấy nó rất là khỏe luôn đó. Và đặc biệt nó đang ôm mấy cái nụ đây. Cái cúc đỏ xanh này hoa rất là đẹp luôn nha cả nhà, hoa nhiều cánh, hoa rất là đẹp. Và cái độ liền cốt của nó ha, rất là khá rồi cả nhà. Về thì chúng ta trồng xuống ha, nó cũng mau sinh trưởng, nó ra những cái đọt nè đó. Mà cây nhìn rất là khỏe xum xê luôn. Cây cao khoảng cỡ 3 tấc rưỡi, 4 tấc. Đó, cây nè cả nhà, nó có nhiều cái chi nhánh lắm. Rồi cây này là 100.000 một cây ha. Và ai lấy 3 cây em sẽ bao phí vận chuyển. Cả nhà có thể lấy mỗi một loại một cây ha. Rồi em có một cái lô hồng lộc mai nữa. Cái lô hồng lộc mai này thì nó đang có hoa luôn nè cả nhà. Đó, nó đang có mấy cái bông nè. Rồi cây như thế này ha, là 100.000 một cây luôn. 3 cây em Huỳnh sẽ bao phí vận chuyển và 10 cây em tặng một. Hoa của nó đây cả nhà, hồng lộc mai. Hoa nó cực kỳ thơm, thơm cũng khoảng 8-10 với thọ hương á. Rồi đây là ba loại này thì cả nhà mình thích thì alo chị em ha. Nó đang cũng ôm nụ nhiều nè cả nhà, hồng lộc mai đang ôm nụ nhiều nè. Và khách cũng hỏi như thế này rồi, Tết rồi lấy gì nở? Thì đối với cái hoa mai cúc á cả nhà, khi chúng ta cho đi phân kali thì chúng vào cái thời điểm nào thì nó cũng rất là dễ làm nụ. Bởi vì nó đặc trưng của loại mai cúc là như vậy. Nên là cả nhà an tâm, nó cũng cứ nở hoa hoài ha. Nó cứ có nụ hoài thì cả nhà an tâm ha. Rồi 100.000 một cây. 3 cây em Huỳnh bao phí vận chuyển, 10 cây em tặng một. Thì mình vừa mới giới thiệu cả nhà là ba loại cúc, đó là cúc cam, cúc hồng lộc mai đó, và cúc đọt xanh. Cúc đọt xanh nha cả nhà. Cúc đọt xanh. Rồi Huỳnh qua tiếp một loại nữa là cúc bảy tầng. Cúc vạn thọ cánh xanh, tây thi và hoa hồng thanh tú. Bảy tầng á cả nhà, bảy tầng, cây cao cũng khoảng cỡ là 3 tấc rưỡi. Nó đang đi những cái đợt như thế này đây. Cây nó khỏe, sinh trưởng tốt. Nó nằm trong cái chậu C6. Đó. Nãy giờ là Quỳnh giới thiệu nằm trong chậu C6 hết nha mọi người. Cây này thì là 250 một cặp như thế này, em sẽ bao phí vận chuyển cho mình và 10 cây em tặng một. Tây thi cũng vậy luôn. Tây thi cũng 250 một cặp. Và tây thi á cả nhà, hoa nó rất là dễ thương, hoa chùm. Hoa bông chùm, hoa cũng rất là thơm. Và giống mới à, chúng ta sưu tầm mỗi loại một giống đi. Rồi bên đây là vạn thọ cánh xanh. Thì nó cũng rất là đẹp luôn, 150 một cây. 2 cây em Huỳnh sẽ bao phí vận chuyển. Đây là những cái loại mai mà chúng ta nên sưu tầm, bởi vì nó rất là đẹp. Và hầu như hoa nó dễ thương và nhiều cánh ha. Những cái giống này nói chung là nó cũng chưa đại trà. Nói chung là trên thị trường thì nó có nhiều, nhưng mà nó sẽ qua các thời gian nó sẽ hot hoài luôn nha cả nhà, bởi vì hoa nó rất là đẹp, mặt hoa tương đối to. Rồi cúc hoa hồng thanh tú thì thôi rất là hot luôn, bây giờ bán rất là chạy, bởi vì là mặt hoa nó dễ thương và cái lá của nó là lá nó sẽ đỏ đó, lá nó đỏ như thế này đây, vừa chơi lá vừa chơi hoa. Và khi mà chúng ta đóng vào những cây mai phôi, nhìn cái nó rất là tốt, rất là đẹp. Một cái màu đỏ ha, một cái màu đỏ của lá non. Rồi á hả, hoa của nó thì cực dễ cưng nữa. Thì cái hoa hồng anh tú này là rất là mê luôn mọi người. 150 một cây ha. Ai lấy 2 cây em Huỳnh sẽ bao phí vận chuyển và 10 cây em tặng một. Rồi ngoài ra thì em còn có là quý phi. À, nghe cái tên là nghe quý phái liền ha cả nhà. Hoa của nó dễ thương cực kỳ luôn. Hoa của nó là hoa chùm, bông rất là nhiều cánh. Và cánh của nó xếp rất là khéo, ốp rất là dễ thương. Thì quý phi này nhìn cực cưng luôn. Quý phi nè, 150 cánh nè. Với lại là không nhị, là các mặt hoa nó tựa tựa nhau. Ba loại đó nó tựa tựa nhau, nhưng mà nó rất là dễ thương. Nhưng mà nó
có nét riêng hết nha mọi người. Cây này là 125.000 một cây và ai lấy hai cây em mình sẽ bao phí vận chuyển cho mình. Nó đang ôm nụ rồi. Đó, nó đang ôm nụ tròn vo luôn. Tất cả đều có mặt hoa, bao giống cho cả nhà mình, cả nhà mình cứ an tâm. Rồi bên đây hai tầng của Quỳnh Tấn Phát. Hai tầng của Quỳnh Tấn Phát này á cả nhà biết không, một cái điều đó rất là đặc biệt. Người ta ở trong có nhị hoặc không có nhị, còn ở trong của cái bông này nó sẽ là một tầng cánh hoa nữa cả nhà. Hai tầng, tầng thứ nhất nó đội tầng thứ hai lên nhìn rất là đẹp và hầu như rất là nhiều lớp cánh. Rồi cây này nè, 100.000 một cây, cái cao khoảng cỡ hai tóc máy trở lên. À, ghép các cuốn rễ là củ nở ha, đa số là củ nở. Thì những cái củ nở như thế này nè thì chúng ta về chúng ta chăm á, lớn lên nó rất là đẹp, rất là khỏe. Cây này thì 100.000 một cây, ba cây em Huỳnh bao phí vận chuyển và 10 cây em tặng một luôn. Rồi đây có một cái lô này thì gốc nó đẹp, nó quái nè cả nhà. Bé bé nhỏ nhỏ mà xinh xinh mà lại bông rất là đẹp. Rồi bên đây Quỳnh có là thọ hương nè cả nhà. Thọ hương này thì chỉ có 70.000 một cây à. Ba cây, bốn cây em Huỳnh bao phí vận chuyển ha. Rồi em qua một loại nữa đó là không nhị hoàng huyết long. Thì cái không nhị hoàng huyết long này cả nhà, cây nó khá là tốt luôn đây. Đó. Cây nè, nó khỏe cực kỳ luôn. Loại này thì 80.000 một cây ha, đang đi những cái nhánh nhỏ nè cả nhà. 80.000 một cây và lấy 3 cây thì em sẽ bao phí vận chuyển và 10 cây em tặng một ha. Không nhị hoàng huyết long. Cả nhà ơi, chúng ta đầu tư vào những cái cây mai giống thì nó sẽ có giá trị rất là lâu, bởi vì chúng ta sản xuất ra nhân giống được rất là nhiều. Cái bo, nếu như chúng ta chỉ cần vài bo này mà chúng ta đóng vào mai phôi thôi thì nó sẽ tạo ra rất là nhiều bo. Nên là đây là mai giống nên là nó sẽ đem lại cái hiệu quả rất là cao nếu chúng ta nhân giống theo hình thức là ghép vào những cái cây mai phôi như thế này ha mọi người. Thì Quỳnh cũng muốn chia sẻ với mọi người đó là một cái hình thức để chúng ta có thể tạo ra nhiều cái cây phôi, mà tạo nhiều ra cái loại giống nhân ra. Nên là mọi người hỏi Quỳnh là tại sao cái cây nhìn thấy nó nhỏ, thì cái vấn đề là Quỳnh đang cung cấp cho mọi người đó là cây giống, cây mai giống á mọi người, chứ không phải là cái cây mà nó nhiều năm. Để cây nào mà nó được 2-3 năm thì Quỳnh sẽ nói là 20 năm. Còn những cái cây mà Quỳnh ghép vài tháng thì em sẽ nói ghép vài tháng để các nhà mình có thể hình dung được ha. Chính xác nhất cái cây để mà mình có thể nhận cây ha. Mình có thể mường tượng được cái cây. Rồi, cây này rất là khỏe nha mọi người. Về chúng ta cũng lấy bo được 80.000 một cây đó cả nhà. Rồi em Huỳnh xin kết thúc video ở đây và hẹn gặp lại cả nhà với những video sau. Huỳnh còn rất là nhiều mai giống, mai cút khác nhau nữa cả nhà. Bằng cách cả nhà hãy bấm kênh đăng ký lưu giữ kênh của Huỳnh nha. Và hẹn gặp lại cả nhà. Chúc cả nhà có một ngày thật là vui vẻ.